Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cá trạch chiên sả ớt nha các bạn. Với là mớp với bù ngót với nấm gom nấu canh nha các bạn. Còn mình sẽ quay cho mấy bạn xem nha. Đây mình có bịch me nữa nha các bạn. Mình làm nước mắm me nữa, một cái chấm với có chặt chiên là hết ý. Hết sảy con bà bảy. Rồi bắt đầu mình làm nha các bạn. Rồi, đây bạn ơi, mình chuẩn bị rồi đây. Mớp mình gọt rồi. Bùn ngót mình cũng rửa rồi, nấm rơm mình cũng rửa rồi. Còn đây là cá trạch. Mình sẽ bắt đầu mình chiên. Đây cái đuôi cá lóc này mình sẽ nấu canh nha các bạn. Rồi mình tiến hành làm đây. Còn me này là mình sẽ làm nước mắm me chua ngọt nha các bạn, chấm với cá trạch nhiệt ngạt. Đây mình bắt dầu sôi lên rồi nha các bạn. Mình cho 3 tép tỏi vô cho nó thơm thơm một chút. Đó. Rồi bên đây mình bắt nước rồi nha các bạn. Chờ một chút xíu nữa là mình sẽ chiên cá trạch nha các bạn. Rồi mình sẽ để cá trạch đi chiên nha các bạn ơi. Rồi đây cá trạch mình để vô chiên rồi nha các bạn. Rồi canh nước cũng gần sôi rồi. Rồi nước sôi rồi các bạn, mình cho cá lóc vào. Đó, để lấy nước ngọt nha các bạn. Rồi các bạn đợi một chút xíu nữa mình sẽ cho mớp vào nha các bạn. Mớp rồi sẽ bỏ mớp vô trước, rồi lá bùn ngót, rồi nấm vô nha các bạn. Đây mình sẽ cho mớp vô. Ăn canh bùn ngót cho nó mát các bạn ơi. Cho mốt vô. Đây mình sẽ cho lá bột ngọt vô nha các bạn. Nè, nấm gom đây. Chị cho nấm gom vô luôn các bạn ơi. Chảo dung luôn các bạn. Đây bắt đầu mình sẽ cho nó đi xuống nước nha các bạn. Đó. Xuống nó sẽ sẹp lại thôi. Cạnh này mà húp được một cái. Mình tiến hành đi miếng nha các bạn. Đây. Rồi.
ra nha các bạn. Chọn ra. Các bạn, mình sẽ gấp ra cái nữa là bao nhiêu là mình sẽ dọn ra, mình mời các bạn nha các bạn. Đây. Nha các bạn, mình làm xong hết rồi nha. Đây các cặp tay chiên. Bạn, nè cơm tối nha. Hôm nay có cái chập, chập đồng. Dạ quán. Cơm nha. Gạo nó ăn mất nhiên. Cho nó ăn chứ đâu. Mình có món cá thịt đồng nha các bạn. Canh này canh nhà kiểu bắt hai nấu rồi các bạn. Có nấm gồm, có cái gì đó, bột ngót, có mớp. Mình nhái gì sọc 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 các bạn. Không biết con này công chuyện quá. Trứng gà là các bạn biết trứng chứ không? Trứng đây là trứng. Trứng chưa, trứng gà lòi. Gà lòi mà nó già quá trời già. Nó bị lão quá rồi, để trứng nhỏ xíu à. Trứng cá sấu. Trứng cá sấu muối nha các bạn. Bữa nay là ăn trứng cá sấu. Mai kiếm trứng đà điểu ăn mới được. Nó ra mình bị mất dây hung rồi mấy bạn ơi. Mình nói hết nổi à. Hết chị. Bữa nay hết ấy ha. Bữa nay bớt mùa sương rồi đó. Nhìn trời trong thấy mấy cái nhà đó. Đây quẻ làm vô cái hẻm á. Ngồi ngồi vậy mà. Làm xuống đây dắt chè không nghe dắt tiếp luôn. Mấy bạn chào bạn. Chặt nha mấy bạn. Rồi, tối quá, chào các bạn nha các bạn. Hẹn các bạn lại lần sau.